Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Summoner War Lost Centuria. Vì trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Hôm nay quay trở về game này, nó cùng nhau ra mắt một con tướng mới, ta cùng nhau đi tìm hiểu về nó một chút xíu. Thì ở đây trong mục quái thú này, mình kéo xuống phía dưới sẽ xuất hiện con tướng mới. Ở phía dưới cơ. Ở phía dưới ở đây nó sẽ bổ sung một con tướng mới là con Esarion. Con này có nguồn cái con gốc là con Ifrit. Con này xưa còn dạng hệ hỏa rồi, thì con này sang hệ này hệ ánh sáng. Thì con này ở đây sẽ có khả năng như sau. Nó sẽ ra đòn với khoảng tầm mức mana tiêu hao là 5 mana. Nó sẽ chuyển một hiệu ứng có lợi của tất cả đối thủ sang cho các đồng minh có cùng vị trí và gây sát thương lên toàn bộ đối thủ. Sát thương tăng thêm khi có càng nhiều ứng có lợi gắn trên bản thân. Như vậy con này hệ ánh sáng là có lợi thế về hệ này. Cái thứ hai là càng nhiều ứng có lợi trên nó là đam nó càng to. Còn to đến cỡ nào thì chúng cũng phải xem có may mắn có ngọc để chơi hay không đã. Thì ở đây trong các ngọc kỹ năng nó như sau. Cái ngọc xanh của nó là học hiệu ứng có lợi, nó sẽ tăng cho mình thêm 10% sức tấn công của bản thân. Còn ngọc màu tím là học hiệu ứng có hại, nó sẽ giảm đép một lần lên tất cả đối thủ khi sử dụng cái chiêu thức của nó. Tức là một cái này thì tăng đam, cái này thì giảm thủ địch xuống, thì cũng giống như dạng tăng đam thôi. Còn cái ngọc cuối cùng là ngọc cam của nó thì cho phép nó giảm một mana tiêu hao của cái chiêu thức của nó và chuyển đi hai hiệu ứng có lợi của tất cả đối thủ. Cái này là khá là ngon nha, tại vì bạn nhớ điều là một mana đây là giảm vĩnh viễn. Tức là ví dụ cái này khởi đầu là 5 mana không, nó luôn luôn mất 5 mana để triển khai không, thì khi giảm một mana luôn luôn là 4, đã lợi thế ra đòn sớm hơn. Cái thứ hai là con này càng nhiều ứng có lợi thì càng mạnh. Và như vậy nó lấy được càng nhiều ứng có lợi bên kia nó càng lợi cho nó đúng không? Nên ra ngọc cam này khá là ngon đấy. Nhưng tuy nhiên có lấy được không thì bây giờ đi gacha thử xem sao nhé. Mình sẽ sang bên này xuống chỗ hiệu triệu, cho mình gacha thử xem có ra nó hay không. Ở đây thì mình đang có khoảng tầm 174 cuốn sách với khoảng tầm 63k cái thủy tinh. Thì nếu mà hên thì ra, không ra thì thôi nhé. Mình sẽ đi hiệu triệu thử chút xíu. Đầu tiên quan trọng nhất là có giá kỹ năng hay không thôi. Tướng thì 100% sẽ kiếm được vài con, nhưng quan trọng đá kỹ năng có ra hay không đó. Mình sợ nhất là quay hết hơi không ra đá. Cái túi cái này chọn thì chắc cái chọn tiếp con cũ ấy nhỉ. Con này là cộng 7, chọn tiếp cái này, nâng tiếp con này đấy. Nếu mà ra được cái đá kỹ năng con kia thì bắt đầu mới dồn con kia. Chứ không bây giờ chọn nó xong rồi nhỡ không may không ra thì chết dở. Còn tướng thì có cái bảo hiểm thì cũng sẽ ra rồi. Đấy, khó nhất cái quả đá kỹ năng, nếu ra ngọc cam thì chơi không ra thì chắc cũng thôi. Tại bây giờ dồn một con lên cộng 30 lâu lắm. Lên level 15 xong lên cộng thêm 30 rất là lâu. Để xem vận may này đến đâu đấy. Chứ con này là mình cũng muốn lấy đấy. Tuy nhiên sợ nó không được như ý của mình muốn đâu. Toàn ra phẩm tím này chết dở. Có cơ hội đá kỹ năng tiếp này. Nhìn liệu có ra là đá cam hay không. Ui, toàn đá trắng này chết dở vậy. Chắc cũng không có duyên với em này. Nếu cảm giác tỷ lệ chắc quá thì chắc mình cũng không cố. mình đang rất là lăn tăn, mình không biết có cố được không, chắc là khó đấy. Đấy là nó không có cơ sở gì chỗ cái đá. Nhưng nó bảo hiểm bao nhiêu lần được ăn chắc một viên đá thì để mình tích lại mình ăn bảo hiểm cũng được. Nhưng đây nhiều khi nó vô nó kiểu nó ngẫu nhiên nhưng chả biết lúc nào một lần. Có thể quay cả ngàn vé nó trả ra. Còn trăm vé nữa cố gắng nào, có thể có cơ hội ra đá kỹ năng tiếp. Nhưng lại ra đá trắng tiếp. Có cơ hội đá kỹ năng tiếp tục. Có hai thẻ, có ra được một thẻ không? Vẫn không được cái đá nào mình cần. Một đá trắng, một đá xanh. 84 lần nữa. Lại có đá kỹ năng tiếp. Nhìn cái ánh sáng nhiều màu thì biết là có đá kỹ năng. Quan trọng là đá gì thôi. Một viên màu tím là của cái con Ariel thì mình đã có rồi, mình đã dùng ngọc cam nên mình không dùng cái viên đấy. Nhưng mà nãy giờ như chưa được con tướng luôn thì sao ấy. Một tướng có mốc bảo hiểm thì cũng không sợ lắm. Nếu còn chưa thèm ra tướng thì chắc con này có vẻ không có duyên nó rồi. Quay ra ít thế này tệ quá. Này cứ chọn bừa con, chọn con cha sơn thì chúng ta đang cầu lúc nào ra được ngọc cam của nó thì dùng. Hiện tại chưa ra được ngọc cam nên cứ đang lấy tạm tạm đó. Này đá kỹ năng ngẫu nhiên thì thường không có con mới. Nó toàn da trắng hoặc xanh thôi.
Này vẫn tiếp tục chọn Ariel tiếp nhé. Tại vì sợ hôm nay không có duyên con mới này. Tiếp tục quay nốt 60 vé đã. Cái này có cơ hội đá kỹ năng tiếp này. Hai cơ hội nhưng mà vẫn ra hai viên trắng. Giờ này cho cái tỷ lệ có vẻ ra thấp quá. Lại đá kỹ năng tiếp mà không hiểu sao, không biết cái này có ra được không. Rất nhiều lần đá kỹ năng mà không ra được viên mình cần. Ra viên của Rakan thì cũng có rồi. Cái này ra tướng thì cái này chắc là ra đúng con tướng thôi. Nãy giờ chả nổ con tướng nào, chắc cái này ra trúng tướng. Ồ, lệch nốt, ra retake. Ra lệch rồi. Tướng còn ra lệch mới đau ấy. Còn 34 vé nữa. Lại đá kỹ năng tiếp này. Lại màu trắng. Đây, tướng cam cái này chắc không lệch đâu. Chẳng lẽ quay gần 200 vé này lệch hết thì ảo quá. Đây con mới này. Nhưng mà con này nhiều khả năng là siêu tầm thôi. Như tầm này sắp hết vé rồi mình không dám dùng thủy tinh vào. Đấy tỷ lệ nổ nó thấp quá. 10 vé cuối. Giờ thêm con tướng nữa. Có hai đá kỹ năng biết đâu chúng được cái viên đá. Ui màu tím à. Màu tím thì không biết được cái viên tím của con này không. Đây được viên tím con này gắn giảm đép này. Thôi được viên đá ăn nổi này. Nhưng con này nói chung không được viên cam thì không sướng tay lắm. Lại xin cam nó giảm mana đánh sướng. Hai mình quay cố lại tí nữa. Ở đây mình có 64.000 mà nói chung trung bình là hai phát mất khoảng hơn 5.000. Thôi, để này mình quay cố đi. Hôm nay sẽ chơi dùng cả thủy tinh để quay. Ui, phát đầu tiên ra toàn màu trắng này. Sẽ quay cố xem có cố được con này nhé. Tất nhiên là có thể rủi ro, có thể mình hết thủy tinh mà không ra gì nhé. Tại thủy tinh để lâu lâu cũng đâu làm gì đâu. Mình thử quay cố một tí thôi, kiếm một đá kỹ năng của nó. Chỗ thủy tinh này chắc cũng quay được khoảng 50% lần thì. Nhưng mà từ lúc mình dùng thủy tinh thì thấy cảm giác nó còn góc ra được đá, cũng chả ra được tướng. Và ra con phẩm thấp thôi. Muốn đổi gió một tí mà khó quá. Cái này ra tướng cam tiếp. Có hai thẻ tướng cam, chắc ăn đủ cho mình hai con chứ. Ui ra lệch con ra can này. Nhưng vẫn có thể cơ hội ra một con bên kia, có hai thẻ. Hai thẻ có thể ra được một con. Ôi ra Leo, Leo thì mình mắc rồi. Nó quy đổi thành điểm thôi. Rồi quay tiếp này. Đây thì dùng cái túi chọn tiếp cha sân này. Cái này hỗ trợ rất là mạnh, nếu có đá cam thì hỗ trợ rất mạnh. Thực ra ngọc tím này cũng thể chơi được rồi, nhưng mình muốn hoàn hảo hơn chút xíu thì muốn ngọc cam. Chọn tiếp Ariel đó. Thì thường sau đợt banner tướng sức một đợt theo kiểu lựa chọn đấy. Nên hình ra mình có thể nâng cấp sau cũng được. Rồi tôi quay tiếp nhé. Còn 53k đá nữa. Bắt đầu nổ lại tướng rồi. Ôi ra ngộ không mình mắc điểm rồi. Ngộ không thì ra thì cũng chả làm gì. Nó quy đổi thành điểm thôi. Con này mắc cộng 30 rồi. Tiếp tục quay tiếp này. Cũng hết tài nguyên nhanh lắm. Tích thì rất lâu rồi thôi chứ gần hết nhanh lắm. Chỗ này bao nhiêu nhỉ? Còn 48k nữa. Chả lẽ kiên trì để không ra được viên đá. Có cơ hội ra đá kỹ năng tiếp này. Dạ con gấu thì trùng rồi, gấu mình có từ lâu rồi. Quay tiếp. Lại ra màu tím. Ui màu trắng và đen nữa. Màu trắng là phẩm rất thấp. Cái này có hội ra tướng không biết có ra được đá không? Mỗi tướng.
Nói chung là có vẻ là cơ hội ra là hơi hơi thấp rồi đấy. Lai màu trắng. Lại xem kiểm tra còn bao nhiêu thủy tinh. Còn 29.000. Quay thêm vài là đích 10 hết. Cứ chọn tết Ariel đi, cái xác suất của con mới là không cao rồi. Có cơ hội ra đá này, nhưng màu trắng là thấy đen rồi, để thêm con tướng. Màu tím không hy vọng được, nó phải ra cái màu cầu vồng hoặc là ra cái màu cam để có xác suất ra đá. Có hy vọng ra đá này, nhưng màu trắng là thấy lại xui rồi. Có lại ra thêm Ariel nữa. Còn bao nhiêu thủy tinh đây? Còn 18.000 nữa. Có cơ hội đá tiếp này. Lại màu trắng. Cái thẻ mình quan tâm mức cái thẻ đá thôi. Còn tướng là cái không mình không quan tâm lắm, mình quan tâm mức cái thẻ đá kỹ năng. Nó toàn không ra đúng cái màu mình muốn. Bây giờ chắc ấn thêm một lần x10 nữa là chắc mình hết tài nguyên. Nói chung cái này thất bại. Còn 10.000 này. Cố thêm khoảng 2 lần ấn nữa. Không cho chút hy vọng nào luôn. Không có tí cái thẻ cơ. Thế là con tướng không có đá. Thôi quay đốt lần nữa cho tròn cái bảo hiểm nhé. Thấy cái bảo hiểm còn nấc nữa. Quay đốt phát nữa tròn 50. Cái này ra đá kỹ năng phát cuối cùng này thì ngon. Có thể đá kỹ năng thì không biết ra được không. Thẻ màu xanh thì chắc không trúng rồi. Có trúng thì chỉ trúng được cái viên màu xanh của nó thôi. Không ra thẻ cam rồi. Còn ra thẻ con khác. Rồi ok, như vậy chấp nhận chia tay cái viên đá nhé. Quay tầm này không ra thì thôi, còn 2.300 để dành. Để dành về sau có làm việc gì thì làm thôi. Rồi bây giờ mình vào mình dùng quan nó một chút xíu nhé. Con này chắc đã đổi đồ công ra nữa. Bây giờ trong đội hình mình đang chơi cho nó vào nghịch thử tí mọi người xem một chút xíu nhé. Thì bỏ con nào bây giờ nhỉ? Bây giờ bỏ chắc là tạm thời sẽ bỏ tạm con Jin nhé. Để lấy một set đồ ra nó dùng, nhưng bây giờ không biết làm sao được. Nhiều tướng quá. Thì vứt set đồ cho nó vào. Con này chắc mình không nâng, mình dùng cái kế thừa nó trong tính năng đấu trường nữa. À, tính năng đánh thường nữa. Để mình kế thừa cấp nó sang thôi. Nó mình vào mình chuyển cái đồ con Jin sang cho con này. Bây giờ mình nâng cấp nó lên xong mình không dùng miễn phí. Mình dùng tính năng kế thừa nữa. Nhận thêm chút tài nguyên chỗ này khi mình hiệu triệu nó được. Sẽ hoán đổi con Jin sang. Hoán đổi sang dùng tạm nữa. Rồi trong này chọn đá kỹ năng duy nhất mình có là cái đá giảm đép nhé. Cũng khá là ngon đấy, nhưng mà tuy nhiên mình ấn tượng viên cam hơn. Nên bây giờ chơi đa số toàn chơi viên cam. Rồi bây giờ mình sẽ quay và đánh thử trong đấu trường đánh thường tí xíu.
Con này đây để hàng trước để cho lùi xuống sau tí. Để hàng trước sợ toi hơi sớm. Để cho con Ata à, cho con Ariel lên trước đi. Con này lùi xuống sau một tí xíu. Rồi tấn công nhé. Ở đây sẽ là kế thừa luôn level 15 nên cảm giác có to đam thôi. Chứ chưa chắc là đam đam nó to đâu. Chủ yếu vào đây kế thừa tướng một tí dùng cho đỡ tốn tài nguyên thôi. Còn kỹ năng rất đơn giản, nó chẳng có gì cả, tấn công mục tiêu thôi. Nhiều hiệu ứng có lợi thì nó mạnh vậy thôi. Và nó cướp được hiệu ứng bên địch sang bên mình. Rồi đầu Leo đánh phủ đầu. Ưu tiên con mới ra chiêu nhé. Chờ tí thì cho con mới ra chiêu. Thì đường xem nó cướp hiệu ứng rồi này. Nó cướp tiếp là thành ra cái kiếm mình đây này x3 này. Cái crit của mình đây này x3 này. Ariel xóa ứng bất lợi. Chứ con này chơi khá là tiện. Vì nó đánh nhiều mục tiêu nữa nhưng mà mất tội là không có đá. Nâng nó hơi ngại. Chắc trong một không ưu tiên giết Leo trước đi. Địch đánh đau lắm. Giết Leo đi. Orochi tấn công này nè. Ồ, đánh đau thế. Leo tấn công tạm. Thôi bị chết luôn rồi. Orochi tấn công tạm rồi, còn mỗi Orochi cần được team hết tướng rồi. Không thể hy vọng gì có ma cà rồng được. Tăng tốc độ này. Orochi tấn công tiếp. Ma cà rồng tấn công tiếp này. Ui, đạt đau quá. Mà này khỏe quá. Từ trận khác nhé. Muốn tối ưu sức mạnh con này thêm một chút xíu bên cạnh việc không muốn bị kiểu hên xui vì cướp hiệu ứng của bên địch ấy, thì mình có thể bổ sung thêm một số con tướng mà tăng thêm hiệu ứng có lợi lên cho team nhé. Nhưng qua con này không chơi nhưng mình không muốn sửa đội hình nhiều. Cứ mà lấy một số con kiểu con những con nào có thể búp được hiệu ứng có lợi từ 2 đến 3 cấp ấy, thường thường sẽ là 2 cấp thì sẽ lợi thế con này hơn. Ví dụ mình dùng con chim búp tốc này, hay dùng con maga búp tốc này, hay dùng con sandon búp giáp các thứ linh tinh ấy, thì dùng mấy con đấy búp lên ấy, thì con này nhiều ứng hơn, đam sẽ to hơn mà tiên team cũng sẽ trâu hơn ấy. Đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà thôi cái này mình xác định không chơi nên thành ra là mình cũng chỉ đánh chơi tí ở đây thôi. Gặp lại bạn này tiếp à, sẽ đánh cho khéo được nhỉ, đấy vừa thua sấp mặt sao. Đèn thế mà biết được gặp bạn này hai lần liên tiếp, nguy cơ lại thua tiếp rồi. Còn gì vẫn là level phủ đầu, chả biết làm gì khác là náo thua. Không có hy vọng gì cả. Ngộ không đập xuống. Orochi tấn công này. Ariel búp lên tí nào hay tí đấy. Thôi thì Ata chém xuống may ra để hồi sinh được tướng. Không chết luôn mới đau. Leo cố lên nào. Thôi chết luôn rồi. Ồ không đập chết con Leo được không? Tăng tốc độ này. Thôi cố gắng chung mà đánh tạm. Cố gắng giết được Ariel thì tốt. Giết được thật này. Ngộ không đập xuống có đập chết được con này không? Khắc hệ chắc là hơi khó. Không chết. Ui trời đánh đau thế. Đập không chết thấy nhỏ rồi.
Hy vọng phát thứ ba không gặp bạn này tiếp chứ. Mệt lắm. Gặp với bạn là quốc gia Việt Nam với quốc gia châu Á đánh đau lắm. Rồi rồi ghép cặp tiếp nhé. Muốn cho bạn tướng mới thể hiện tí xíu, gặp đối thủ khỏe quá đánh không nổi. Hy vọng gặp bạn khác đi. Không biết ghép cặp có lâu không? Nếu lâu quá thì mình sẽ tua qua tí đoạn thời gian chờ. Thì tua qua chút xíu nhé. Rồi cuối cùng ghép cặp ở đây. Hôm nay gặp toàn Việt Nam ấy nhỉ. Với cái này có thắng được không? Bạn này bạn khác rồi. Thế thì tiêu con mới ra đòn. Con mới ra đòn. Mới cướp thêm cái búp giáp sang. Orochi tấn công. Cô gái Trung Hoa tấn công tiếp. Bạn này có vẻ nhẹ hơn bạn trước rất nhiều. Ariel hỗ trợ xóa được bất lợi như bơm máu. Cho bơm máu lại. Tăng thêm giáp luôn. Thì là búp thêm nhiều ứng có lợi lên để cho nó tăng sát thương lên nữa. Leo quét hàng sau nào. Cho thêm tí sát thương nối tiếp chắc là win luôn. Tìm cái cặp khác thì tận này nó chưa thể hiện được con tướng mới mấy. Tại toàn con đam đơn cái liễu đi. Mày ghép thêm trận nữa nhé. Tôi ghép nó trận nữa không không kiếm được cái vừa vừa thì thôi. Ghép thêm trận cuối này. Thôi lại gặp bạn này tiếp. Chịu chết. Không có cách giải quyết, không có cách giải quyết bạn này. Thấy bạn đồ đạc bạn tranh nhiều quá. Lại chuẩn bị chờ thua tiếp thôi. Đã quay lúc khoảng tầm 2 giờ sáng mà nhỏ thế không biết được. Video sẽ lên giờ tối nhưng mà quay lúc 2 giờ sáng. Để đánh 3 lần không có cách nào thắng ra. Vì cách giết là con bé thở sớm mới lành. Búp lên chút xíu. Tăng tốc độ. Leo tấn công này. Cho con mới nó vừa cướp vừa gây đam. Đấy đam to phết chứ. Mà còn cái con chết tiệt cái đá còn đau hơn. Orochi tấn công tạm này. Leo mà chém được phát thì khéo cũng hy vọng một tí. Không lên kịp thẻ, búp máu đấy. Không biết nó sống được không, nếu sống được thì may ra chém được. Vẫn sống được này, nhưng mà không biết có chém kịp không. Rồi chém nhanh trước khi ra thiên này. Trước khi ra cái chuyển máu này, chém nhanh. Nhưng vẫn không giết được con cô gái Trung Hoa, vẫn thua. Leo đánh, không kịp ra chiêu. Định đánh cố một phát chém ấy, nhưng mà nó con võ sĩ ra đòn nhanh ấy. Rồi ok, nói chung hôm nay có vẻ không phải hôm may mắn để test tướng rồi, thua đậm quá. Thôi chuẩn thôi. Kết thúc video thôi. Rồi ok, thế này còn tí kết quả nãy mình gacha được hiệu triệu thêm một số các con tướng thêm đủ mốc ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì thôi thì chúng lĩnh thôi chứ chắc không sợ cả dùng được. Thì đây hôm nay mình quay tận 400 lần nhé. Quay 400 lần mà vẫn không ra được viên ngọc cam nữa, hơi nản một chút xíu. Tất nhiên mấy hôm nữa nếu mà kiếm được ít vé thì cũng quay thêm một chút đấy, nhưng mà sẽ hơi khó. Đấy, quay 400 lần rồi không ra nữa thì khó lắm. Có vẻ không có duyên con này lắm.
Cũng định cho cái này vào đây đánh đánh đổi gió đi một chút xíu, nhưng mà duyên nó không tới thì chịu nhé. Để lĩnh nốt mấy cái quà nữa. Nó còn cái bên event điểm này có thể kiếm thêm một chút xíu này, nếu mà thích rùa rùa có thể kiếm thêm được khoảng tầm chục vé chỗ này nữa này. Nhưng mà thôi cứ từ từ đi, thôi tạm thời video cứ kết thúc ở đây đi. Thì nói chung hôm nay mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Con tướng này nói chung là dùng thì cũng có vẻ ngon đấy, nhưng mà duyên không tới thì không dùng được. Thì thôi kết thúc video ở đây, bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn thôi bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.